Chỉ từ giữa tháng 6 đến nay, tại Đồng Nai đã ghi nhận 4 trường hợp ngộ độc methanol, tức cồn công nghiệp. Nguyên nhân là do các bệnh nhân có uống rượu không rõ nguồn gốc. Hiện vẫn còn 2 bệnh nhân hôn mê đang điều trị hồi sức tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau gần 1 tuần nhập viện điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân LTP 44 tuổi vẫn còn hôn mê, xuất hiện di chứng thần kinh co giật. Nguyên nhân anh nhập viện được xác định ngộ độc methanol sau một cuộc nhậu tại nhà. Hai anh em nhậu xong rồi đến tối mình đi thấy cũng bình thường, buổi đêm á là nôn cả đêm, nôn ói ra ngoài á, đến sáng là kiệt sức rồi, thế là em cho đi viện. Lên đây là hết rồi, coi như là hai người là ngày nào cũng nhậu hết á. Cái ngày hôm đấy là cái thằng mà nó mất rồi á, không biết nó mua ở đâu. Theo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, chỉ trong khoảng một tuần từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6 vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị 4 trường hợp bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán ngộ độc rượu. Qua kết quả xét nghiệm, ghi nhận có nồng độ methanol trong máu lên đến hơn 100mg trên 100ml. Các trường hợp trên đều ngụ thành phố Biên Hòa và đều trong tình trạng nặng, phải thở máy và lọc máu liên tục. Một bệnh nhân tiên lượng xấu, gia đình đã xin về từ ngày 23 tháng 6. Một bệnh nhân tình trạng tạm ổn, được xuất viện nhưng có di chứng giảm thị lực. Hiện tại còn hai bệnh nhân vẫn đang tiếp tục điều trị thở máy. Ngộ độc methanol vô thì đa phần là nặng, bệnh nhân nôn ói nhiều, hôn mê rồi vô thì xử trí cấp cứu ban đầu thì mình rửa dạ dày, sau đó thì mình đặt ống thở máy. Và đa phần những cái ca nặng như vậy thì cần phải lọc máu. Hiện tại cả hai trường hợp thì vẫn đang mê và đang thở máy. Nói chung là vợ tiên lượng thì cũng để lại sau thì cái di chứng về thần kinh với thận. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc rượu. Theo các bác sĩ, nguyên nhân các trường hợp nhập viện đều do uống rượu không rõ nguồn gốc, rượu pha cồn công nghiệp hay ngâm các loại cây lá, thường để lại di chứng rất nặng nề. Có những trường hợp thì tổn thương não không hồi phục, hoặc tổn thương mắt không hồi phục, tổn thương thận không hồi phục. Khi mà mình sử dụng rượu, mình nên tìm hiểu rõ cái nguồn gốc và mình đảm bảo rượu được nấu cũng như là được sản xuất một cách đúng bài bản, chứ ngâm cũng phải đúng với những cái cây cỏ nào phù hợp. Để tránh cái ngộ độc methanol cũng như ngộ độc ethanol thì mình nên hạn chế sử dụng rượu là tốt nhất. Hiện Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã báo cáo Sở Y tế về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc methanol nghi ngờ là các chùm ca bệnh và làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để tiến hành điều tra nguồn gốc các loại rượu mà bệnh nhân sử dụng.